Màn diễn xuất cực duyên của Thái Sơn trung rùi ở gala Cười 2024. Không còn là đặc sản của Táo Quân, các ca khúc nhạc chế gây sốt ở gala Cười 2024 khi các bản hit, các đôi nổi sầu, hit me úp được Thái Sơn trung rùi thể hiện cực duyên. Gala Cười 2024 được khán giả chờ đợi với sự xuất hiện của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đã vắng bóng ở Táo Quân năm nay như Vân Dung, Quang Thắng, Thái Sơn. Cùng với đó, các tiết mục nhạc chế được dàn dựng hài hước tiếp tục trở thành điểm nhấn của Gala Cười năm nay. Dàn diễn viên quen mặt trên phim truyền hình, đặc biệt là các vai diễn có chất hài như Thái Sơn, Dương Anh Đức, Dũng Hớn, Lý Chí Huy, Trung Rùi, Đỗ Duy Nam, Thái Dương đã mang đến bản mát sắp vô cùng hài hước trên sân khấu Gala Cười 2024 khi chế hai bản hit hàng chục triệu view các đôi nổi sầu, Tăng Duy Tân, Hit Me Úc, Binh, theo phong cách độc lạ mà chắc chắn cũng gây bất ngờ cho các tác giả. Các đôi nổi sầu ban đầu được chế lời liên quan đến việc chuẩn bị sắm Tết trong bối cảnh kinh tế khó khăn với phong cách vui nhộn cùng sự thể hiện của Dương Anh Đức, Dũng Hớn, Lý Chí Huy, nhưng sau đó ca khúc này lại được Thái Sơn chuyển sang phong cách bolero khi mô tả nỗi buồn của kẻ thất tình. Ca khúc Hit Me Up cũng được trung rùi. Đỗ Duy Nam chuyển soạn theo phong cách cực kỳ hài hước. Kết thúc tiết mục, các nghệ sĩ mang đến phần trình diễn sôi động với lời bài hát lạc quan về năm mới mọi điều tốt lành. Màn biểu diễn của các nghệ sĩ cùng sự kết hợp phong cách và trang phục của thập niên 1980 đã khiến khán giả cười nghiêng ngả vì quá sáng tạo và hài hước. Cũng trong gala Cười 2024, Trung Rùi, Dương Anh Đức và Dũng Hớn cũng đã có màn kết hợp cười ra nước mắt trong tiết mục livestream nhảy cầu có 102. Cùng với đó, màn hát chế ca khúc Me Hurt Will Go On của Thái Sơn và Thái Dương trong trang phục áo the khăn xếp truyền thống mô tả lại màn nhảy cầu của hai người đàn ông do Dũng Hớn và Dương Anh Đức thể hiện cũng vô cùng hài hước khiến khán giả bật cười. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.